Xin chào bác, chào mừng các bác quay kênh Xem Đồng 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho bác đó là cách phân biệt carbon 18K và carbon 10K. Thì có rất là nhiều các bác đặt câu hỏi đó là sao để phân biệt carbon 10K và carbon 18K sẽ như thế nào và như là sẽ khác biệt như thế nào. Đấy thì phân lông em thì đây là một con chỉ tờ xử lý vuông 2.0 bằng 2.8. Thì ở đây có cũng không khung này là không carbon 18K và cái ngay phần của phốt này là carbon 10K. Đấy nhưng mà các bác nào biết rồi có thể bỏ qua cho em hoặc là cũng có thể xem video này của em. Đấy còn bác nào chưa biết thì có thể xem video này của em. Đấy thì cách phân biệt cũng khá đơn giản. Thì các bác xem phần hai phần của phốt cung đó thì em sẽ quay thực tế cho bác xem luôn. Đó thì em cũng giới thiệu luôn cho bác cái dòng này, nó là một cái dòng là Twitter Slipper 2.0 R5.8. Phần 2.5.8 thì bên em đang bán rất là rộng rãi từ 3.500.000 có sử dụng ngay một Twitter Slipper cực kỳ hấp dẫn như này rồi. Đấy thì để sẽ là hàng và cũng như là để tư vấn thì có xe là quan tâm hiện tại đang quan tâm và đang chuẩn bị mua thì các bạn liên hệ ngay số điện thoại hotline 0936307317 thì nhận được cái ưu đãi hấp dẫn nhất hiện tại các bạn nhé. Ok, sau đây em sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là diện các bạn 18K và các bạn 10K các bạn nhé. Vâng thì các bác có thể nhìn ngay cái bộ khung nó ở đây các bác nhé. Đây là khung carbon 18K mà nó sẽ làm mịn mà không một chất, không một cái gì gọi là các bác có thể nhìn được cái sợi carbon của nó. Đấy. Và ngay trên này đó là carbon 10K nhé các bác. Đấy, các bác nào còn đang thắc mắc có thể nhìn ngay ở phần của phốt carbon 10K là sẽ như thế này các bác nhé. Sẽ kiểu nó đang nhìn này, các bác có thể nhìn rõ từng sợi của carbon của nó. Đấy, ở đây nó sẽ kiểu carbon 10K sẽ như thế này. Và đây là carbon 18K sẽ làm rất là chắc chắn, dày đặc và cũng như là nó sẽ làm mịn mà hết luôn các bác nhé. Đó là cách phân biệt một cách rất là đơn giản nhất để các bác có thể phân biệt ở ngay phần cổ phốt này. Đấy. Ok thì video của em tới đây thì em sẽ kết thúc sớm thì để cho các bác có thể nhận diện được carbon 10K và carbon 18K các bác nhé. Đấy thì cái mẫu Twitter Slipper 2.0 này bản 1/2.5.8 thì em cũng đã review cho bác rồi, thì đường link của mẫu của video này cũng sẽ để ngay bên dưới để các bác vô để xem và cũng như là các bạn nào chưa biết thì có thể vô xem để tham khảo mẫu xe này. Đấy thì mức giá thì bên em đang bán mức giá rất là hấp dẫn, chỉ từ 13.500.000 qua sửa lương này, một mẫu Twitter cực kỳ cao cấp như thế này rồi đó. Cái gì để sẽ đặt hàng thì các bác liên hệ ngay đến số điện thoại hotline 0936 307317 để nhận được ngay ưu đãi hấp dẫn nhất khi đặt hàng các bác nhé. Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em.